xe quá trời, anh em ủng hộ anh em ơi. À, xin chào nha anh em. Bữa nay đổi gió nha anh em. Bữa nay đổi gió, cập nhật xe buổi chiều thay vì buổi sáng như mọi khi nha anh em. Lần trước này cũng có chút thay đổi nha anh em. Đầu nguyên dãy S10 ra đây luôn, S4 số ở đây luôn. Đây, xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng gì, xám xám gì tự lựa hết. Cập nhật lẹ để cho anh em tham khảo rồi. Cửa hàng có gì 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 rồi anh em nào thiện chí thích xe nào đó, cả bô 99 luôn, bô 95 bóng luôn bán nút hết rồi anh em nào thiện chí xe nào đó thì cứ liên hệ giá cả hay lắm ha, tụt tâm đẹp không anh em, quá xuất sắc. Xe này có em cháu là ông bà gì mua cho đi chợ, đi học, đi cà phê thì thôi rồi. T9 cúp ha, đúng bài bản luôn. Cúp này thì cháu nam cháu nữ gì đi cũng rất đẹp, đẹp nguyên con nha các bạn. Xe này giấy đá, đá của cúp như cúp qua đẹp lắm, giờ muốn không ra đâu, đẹp. Sang tên rồi bình thường, anh em có đài nhập vô bình thường nha anh em. Nhà cò nhập vô bình thường, hồ sơ thì bao gút dễ dàng cho mấy anh đủ giá hết. Này Nghiệp 99 mới về nè, hứa hẹn là giữ dần nha mấy anh. Xe này gốc Đồng Tháp, Suzuki GSX, xe này chạy 11.000, lỗi chút xíu đây, dưới đây ngã nhẹ mấy anh, nặng quá trượt chân ngã nhẹ thôi, không có gì hết. 27 có giá hai chị niên ha, con này 38 à, con này 37, con này 38, con này 48, này 48 hai là 9, chắc là 9 cái đầu ghim này anh em dọn rất đẹp, lì lì theo xe rất đẹp ha. Sonic này thì xe bao đẹp, bao mới không lỗi. Đấy, rất là đẹp. 52 triệu bao sơ nha anh em. Màu này mấy anh em đừng so với mấy chiếc 48, 49 mà này. Thêm chút đỉnh, màu này đẹp, màu này đang hot. Với giá Sonic giờ nó nhỉnh lên ha. So thời điểm trước. Thời điểm trước thì bán 47, 48. Giờ nó lên rồi, nhỉnh lên. Xe chị F 2000 mấy cây mà. Xe máy đen này. Máy đen là 29. 465. Tuyệt đẹp nhá mà. Đẹp. Đen nhám bản Limited. Khá là đẹp. 9.000 thôi. Đi rất là ít nha mà. Quá đẹp. Con này bán 36 nha mà. Muốn mắc rẻ gì thì một hồi lại đặng em quay cho mấy con hai mấy triệu mắc sức mà mua, 25 triệu có xe luôn, quá mới nha mà, rất là mới, 9.000 cây, màu đen nhám, màu đang hot, hàng bó mẫu. Đây hạt 29 đây, chạy mới có 1.600 cây, 38 triệu, mẫu mới nha, mẫu mới. Đây 29 luôn, 35, 29 luôn, 32 đấy, có giá hết. Còn con đen nhám này 36 triệu mới bán, đẹp quá đẹp, xe chạy kỹ lắm anh ha. Qua ghi ô trắng em anh ha, trắng ở thắt, qua ghi ô trắng này
nó dán keo quy chiếc, hôm lột ra thì nó có chạy chút xíu này, chạy xíu này, chạy xíu này, còn ngoài ra không có lỗi gì hết. SH 54 triệu 125 anh ha, em mở ít, em mở ít hai chiếc luôn, khá là nhiều xe. Xe này chạy 5.000, quá mới. Xe này 10.000 rồi. Hai con. Con đó 29 năm nha mấy anh. Con này 34. Con đen đẹp, mới hả? À, xe tơ 5 số. 135 5 số. Xe này chạy vỏ đầu còn 25 năm lắm anh. Cả hồ sơ đấy. 25 năm mà cả hồ sơ cho anh em luôn đó. Janus. Janus này 19 triệu. Con này 21 triệu, quy sành này 22 triệu 500, chiếc này 22 triệu 500, chiếc này 23. Avalax 125 ha, 24 triệu 500. Avalax 2010 25 năm, lên đèn Thái nẹp si á. NVX 25 triệu, ổ khóa smart key anh ha. Rồi mấy con phu, ba con phu này, phu đen, phu đỏ, phu xanh này em có làm clip rồi, có chi tiết hết, máy đi im ngon hết. Anh em có qua clip mới quay nãy khoảng mấy tiếng hồ nè, qua đó xem giấy giá các kiểu đó. Giá cho điên ghi cụ thể anh em anh ha. Phu hai này trả lại, lái lái nhau mà chia xe nó phu rồi. Trả lại này để nãy có làm clip rồi anh ha. Con này khu chờ 25 triệu, mẫu mới mà đang nhám anh ha. Quay pha cộng màu cầu khô ha. Xe này 18 năm nữa mà, và cộng bây giờ cái độ mà ghim chắc gì còn gì là cũng quay dễ kiếm nha. Quay 110 dọn 22 triệu, dọn hình zin nữa mà, máy cực kỳ ngon. Rồi khu ít đùm, khu ít đùm này 23 triệu. Đấy. Vậy với đó thì anh em đã chốt hết rồi. Anh em nào còn thiếu tiền phép thì chuyển giùm phép đi. Để phép tranh thủ gửi xe cho anh em. Đấy. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. À, hai chiếc, bốn chiếc, năm chiếc. Còn năm chiếc. Chứ Alex Thái này chưa bán nha. Sibo 202 nha mấy anh. 240. Sườn lốc zin. Zin chưa chạy chỉ luôn. Máy chắc chuẩn. Xếp B 201. B201 này hứa với anh Hữu bên Châu Đốc rồi. Anh em cũng bên kinh cũng mới mang, mua cũng nhiều xe rồi. ZX 28, GS 22, xì 99 nha mặt. Xe này anh em trả 195 phải không bán. Nó bán 197 mới bán. Sừng lốp zin vẫn mở gà. Bộ 2000. Đẹp. Máy lăn tăng luôn, máy thì thầm. Khu neo cọp nha mày. Nét bị. À 208. Cái này 208 đến 209 nè. À, giữa hai con này trên giá nhiều lắm. Con kia có ba mấy thôi. Đấy, con này là hàng năm. Nó tùy theo chất xe nha mày. Tại vì xe này đi hai cái vỏ còn chưa thay. Còn hai cái kia quen 110. Quay cho 10, con này 32. Con này chưa gắt đầu nha. Con này 38 cũng chưa gắt đầu luôn. ZX, ZX thằng này 38 triệu. Khu X đủ giá hết. 38, 70. Con này chốt anh em Sài Gòn rồi. Con này 90. Còn muốn biết chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với phép ha, hoặc trường sang hai để rồi em đã báo giá lướt ngang dễ này mà. Còn 67 này thì nước sơn zin nè, 22 triệu. Nước sơn zin còn 5 số ha, đầu bò má cánh chim, má cánh chim zin, cùm ghi đông gì zin hết ha. Đầu zin khá nhiều, máy nồng 72, đi rất là ngon, đi không có tiếng kêu luôn. Còn này thì 14 năm, máy im ngon, 4 số CD. Còn này thì cúp 93,
cấp 93, giấy tờ hải quan chính ngạch đàng hoàng, 22 triệu, bằng cái con 67. Rồi tiếp tục đi lại lần kia mà ha. Rồi tiếp tục nha anh em. Đây đó thì cách cái ngã ba thôi. Giờ này thì sang trường nó về đóng cửa nè. Đây nhìn thấy cửa hàng đang chỗ có bảng trắng trắng anh thấy không? Chỗ bảng trắng trắng. Rồi tiếp nha anh. Rồi tiếp tục. Accenter đây. 25 triệu nè. Đó. Thay vì chiếc đen nhám nãy tới 36 nha anh. Tùy anh em thôi. Đấy. Rồi, chiếc trắng này thì 26. Xin GB này 295. À, chiếc trắng này 26 luôn. Chiếc này 295 luôn. Cái chiếc xe này giờ bán lỗ hết rồi. Đợt mua cao quá. Full X16. Này 24. Quay pha này chốt rồi. Anh pha 100 màu đen. Anh pha 100 màu xanh. Xanh này máy cực kỳ nha mình. Nó ngon lắm. Giá cả thì anh em liên hệ viên trường sang đi. Em báo giá này rồi mà em quên rồi. Em quên rồi. Rồi Winner. Winner 27 năm nha anh. Màu đỏ đen GC 24 nha anh ha. Xe này 22 triệu các bạn. Này 20 nè. Này 16 nè. Này 13, này 14. SCR 9 triệu rưỡi. Còn này ở đất đầu dồ này thì 15 năm. Mio 7 triệu ha. Giờ nút này 20. 19 năm giá 19 năm. Có bớt 500 ngàn mà quên. Con này 9 triệu, hai con này 15 năm. Đầu tư có 3 chiếc. Alex 125 19 năm. Con nô này bằng tiền cái con Alex 15 năm các bạn. Super Game 213 ha. Lên Game Thái luôn. Xe này 12 triệu. Raider sân cơ 26 triệu. Hạt ha. Hạt này 21 năm thôi nha anh em. Anh em lúc sơ thì thêm tiền vô 21 năm thôi. Rồi giấy Sigurd. Sigurd thì từ 10 triệu đến mười mấy triệu nha anh em. Rất là nhiều xe Sigurd. Một chiếc Sigurd, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc. Đằng sau lưng chiếc là bảy chiếc. Suzuki EN 150. Xe này 26 năm anh em mua xe này chạy hết lỗ rồi. Thậm chí còn lời. Đấy, cặp Asilo. Cái này 13 hay 14 năm. Sức mồ hôi anh em ơi, nóng quá. Xì khói. Xì bo vừa chạy vừa lo. Rồi, xong hết. Cuối cùng cũng xong. Rồi anh em coi xe nào đó thì thấy ok thì liên hệ với em nha anh em. Hoặc là số điện thoại hiện trường sàn. Hoặc là số điện thoại ở trên chiếc xe cũng được. Em thấy không? Đó. Rồi, hết xin chào nha anh em. Chúc anh em có một buổi chiều mà thật là vui vẻ và thoải mái. Xin chào.